Đi cho bác tí để từng đoạn một xong rồi về cho mẹ mày nhé. Hay đấy, chẳng hay nhưng mà ho hút cái loại thuốc bảo mai quen ho hút được không phải tìm chỗ ngồi thế vào cái này hút hay được và ông ở trong sula hóa còn chẳng kêu thôi nếu còn hút được là thân mà cái hóa đi đồng ở đấy gần nữa nhỉ, thả xả khói ra phát là cả mẹ tỉnh Quảng Ninh mất mũi còn hay mũi còn như làm cỏ không chắc không chân. Cái này. Đó là cái chú anh nhỉ? Đây cái chú mặt. Đưa. Chú về. Ống nước kìa. Này có chú ở góc tay này. Đây còn ống nước này này. Nước cả cái đầu là ăn này. Yên tâm đi. Đây Quảng Ninh chú có thể nấu được. Mày đi làm vlog chứ để tí bác nổi tiếng nữa mày đi theo bác làm vlog chưa? Thôi. Ai đây này? Anh đây này. Cao sĩ diện một diệt trùng lao bỏ lâu lắm rồi chưa mấy 20 năm nay chưa đặt một cái điếu luôn bao tiền tập bao nhiêu tiền đấy bán rượu ở đây cũng ít rượu thôi, bán rượu ở đây bao nhiêu?
Đi vào cái lúc mà nước nó to thì ấy, là ngồi ở cũng bên dưới kia là không phải ấy gì đâu, không nó gió ác lắm, kiểu nước nó phun xuống đây, phun xuống nó tạo gió lắm, mát lẹ luôn, nước nó chảy bé này cũng là hơi phớt đâu, nó nhẹ lá. Ngứa người ơi. Nhau như thế đấm nó nặng như thế nó kiện đấy biết.
gì? Đây mình tinh về cái bụng quá, ăn nhiều quá đúng bụng rồi. Không phải rót nhiều trong này đâu. Không phải được uống bia rồi, uống bia. Trời ơi trọng. Đúng rồi. Chứ bảo mẹ chụp tao mà mới làm một cái ảnh các vai nhau nhỉ? Bảo thì bảo, không nên chụp. Đi suối ấy. Hả? Đi ăn chụp suối ấy. Ở bên đây có lá lắm, bảo bố mẹ mình chụp. Mình chụp một máy với tao. Minh ơi, Minh ơi, có ăn không? Quay. Mệt. Quay đi. Mệt. Cái này khác thôi. Nhưng mà ăn ngon đấy. Nhiều nhiều nhưng không ăn được. Còn hẳn một cái ở trong đấy mà. Nếu mà ở đây Quảng Ninh khó thì ôi trời ôi trời. Còn đây bây giờ gói này hạt lên đâu. Ở trên này nhưng mà đám này mới có như này là chưa không phải. Ôi ơ. Rồi đại bây giờ điều kiện không? Ngày xưa là quần ăn chuối. Bây giờ gói hạt lá xong thôi. Chưa có hộp hộp. Đây mình ăn cái này đúng không? Cái kia chỉ ăn cơm bầu thôi đúng không? Đi đâu? Đấy làm đi đâu ơi? Đấy đi. Người ta cần sẻ hơn một câu, cần tôi giúp một câu nữa. Ai muốn tôi giúp thì tôi làm luôn. Quá đây. Gọi là đang tắm quả sung này hơi hay đấy nhỉ? Cái sung quả đấy. Chát đấy. Bây giờ mới nhận biết rồi. Cái này chưa ăn được. Cái cô nhà cô mà. Ôi rồi. Tài lan bọc bọc ra. Sao mà đồ mang từ trên quê xuống này. Mang quê mang cá thôi. Cá đùi là một là xuất ăn mà hai là ai làm. Xuất ăn là quang. Không biết đâu hết. Không biết có cái bị gì là xuất quang. Thôi anh em ăn nữa. Anh kể ra là mình làm cá theo não thôi. Thế là thịt thôi chứ phải xuất. Ăn hết tuyển đây này. Nói chung là cái độ nó. Ơi sao nó cầm như bố đi. Đây là cuối không phải là cầm như bố nha. Không được là con to. Đó là con bé. Phải nó cũng đều. Nó cùng một loại đấy mà nó đổ rất là một con. Tăng thêm một điều. Con to con nhỏ. Con gì con nhóc. Nhỏ. Ăn đi chú ơi, hôm qua đấy bạn ngon nhất. Cái này không mang về đâu. Hôm qua ngon nhất là thịt bò nộm. Nếu mà theo cái khẩu vị của cháu là bò nộm là ngon nhất. Hôm qua anh ăn giò. Đi đâu? Cái này là tôm. Cái giò mình chả ăn nốt còn để đấy bảo tí mang về. Tí mang về cho nghe mình chưa mà cái nhựa cái giò ăn cũng ra gì. Ăn cái nào rồi. Cái kia đồng cái nào măng với ăn cũng ra gì rồi. Mỗi măng gà con gà chứ đồng các mà nón với ăn cái gì nước. Hôm nay mẹ ăn còn gọn mà cho anh ấy. Gà thì nó về cho chó. Cái này vi phạm của gân này. Ăn đi chịu ấy. Cái nó đang sống được mà. Bò đó con. Sống được mà. Cái
đấy, thả đi con cho nó thể sáng kinh rằm, không giống như ăn chuyển đâu. Cảm ơn anh. Mua nào mà chả có sáng. Em bán anh chẳng chặt tạ cũng mua rồi, chứ thấy con nào mà chả sáng đâu. Ông này kêu là ăn thống. Anh mới bảo có sáng. Đúng à. Ông bảo con kia vẫn còn sống. Cái tay bên cạnh cũng đừng. Tất cả con nào cũng có há hết. Lượng nhiều hơn ít thôi. Kia này em muốn đi đấy, đúng rồi, phân một mình một tốt nhất là một mình để tu luôn mới chưa lành. Rồi rồi chú Hà Long, chú mẹ đi mấy ngày mưa chú mẹ là chú đủ chơi khách sạn một đêm hai ngày ha, và đến tới chú Hà Long này cũng không chú anh này đấy, ông này kêu mãi bảo mẹ em chú thời gian đang ngắn rồi chú hàng xuống mà không xuống như chú. Hà Long thì nó là bãi biển tắm rồi, nó là cái nhà cổ đó cũng bãi biển tắm. Nó mặc mít rồi. Nhưng mà không có thời gian là cái người mua cho mà không tắm à? Không, không có thời gian nào đâu. Từ Tuần Châu xuống nhà chú sao? 150 cây. Cháu đi Tuần Châu thì nó là chả là Hà Long. Cháu biết đâu, cháu chỉ đi Tuần Châu. Cháu đi Tuần Châu thì nó là Hà Long. Hoàng là Lương Sơn đến Tân Lạc. Thế này đi về đây là về đến cổng ấy, đi qua cái cầu, đi qua biển đi sao? Qua cầu sang bên kia. Đó. Về móng cái. Không, tắm cái cầu. Biết là còn gì nữa mà. Đây có nhà hàng. Cái cái của vô cứu rồi. Một ngày một đêm nó chỉ có một chuyến thôi. Một ngày hầu như không có. Hai tuần là xe vớ bẩn. Cái cầu nó từ bãi cháy sang sang Hoàng Gia hay nào chứ? Đó, mỗi ngày thì cậu từ bãi cháy mới sang bên kia Hòn Gai. Trường nhỉ? Cái này cầu ấy, cái 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 cầu ấy, mình như ban đêm thôi, nhưng mà mình ngủ rồi đi qua cầu đấy nó có cổng to lắm. Đâu ý là mình chỉ ban đêm mà có đang ngủ rồi không đi sang đấy là đi đi cái thuyền đến cano ấy, đi sang đi ra ngoài biển là bằng cái du thuyền, nói là 3 tầng ở trong đấy có 3 mini với lại là ăn uống hát hò đấy, ở đâu đầy đủ mà không thiếu một cái gì thôi. Mình thích đi bao nhiêu tối gì nó một cái theo dịch vụ, nó một cái 3 mini gì đấy. Lúc nào uống nước mây lấy nó cái con cua gì. Lúc nào về thì hai anh em cháu xuống đi câu. Cháy quả chát lắm. Cháy à? Cháu về thú đi câu. Cái đấy là cháu đi là điều kiện là được mời đi. Mồi giả đó. Tiền nong gì đâu. Mồi giả. Không, mồi này nó không tốt. Chỉ mua một lần nữa là câu nó hết vụ. Cái giọng của mày ấy. Anh hỏi ra cái giọng của mày sao nó lạ thế đâu. Thế thì là Quảng Ninh, Thanh Hóa không phải. Thì nó là dòng Quảng Ninh. Quảng Ninh, nó đất Quảng Ninh ấy, nó là dòng Quảng Ninh. Nó sinh ra đẻ ra đất Quảng Ninh. Không, nó không phải nhiều rồi. Em vừa bị một con gì hả? Ai chơi hả? Cò vết rồi, đùa. Hai em vừa đạp một con con. Hả? Mày đùa, mày vừa lên đây cái là mày chém ngang ngửa một hộ trên này rồi. Chém gì? Chém đó thật đi. Lúc nãy có con cá chim bây giờ nó cắn bị cắn chỗ ấy của em này. Trời ơi. Dạ đâu, chụp bắt dưới xuống này thôi. Nhảy với bọt hẳn nhá, đừng có làm trượt sắc tâm đấy. Nhảy nhẹ hẳn luôn. Chúng ta đâu cứ trượt đi. 1, 2, 3. Có đau này, có đây đau ấy. Nó biết như thế mới được
có bụng. Bẩy mạnh ra. Dạ, có rát nhưng mà có rát nhưng bảo không rát đâu. Có rát. Có rát. Có rát không? Không. Rát không cần phải vào là không thôi. Không biết nhảy rát thì chịu thôi. Đánh ấy chúng mày phải thả này, để bụng xuống. Bụng mà như chẳng hạn lâu lâu mình đi mình tắm cuối này như gặp cái chỗ mình hay bật tôm. Bộc phẹt vừa thôi, hướng dẫn cho nó đi. Hướng dẫn đi. Sao? Lên hướng dẫn đi. Mẹ đặt như cái đầm mó thì thôi. Bây giờ chưa được cứng rồi. Nó tự vừa rồi. Chưa được ừ. Cho nó quá vòng. Nó thành đầu tiên nó lại thành nhân nhưng mà phải ác nhân rồi. Chả khoái. Nó béo, nó không hay lành đâu. Không, nó không ngon đâu. Mẹ đâu, mẹ cũng thèm đi lắm đấy. Chả thế, mẹ ra mếu ra từng mán rồi. Nó chả bảo có mắt bị họ ủi trước tế. Thông minh nó biết chỗ nguy hiểm rơi. Nói chứ khó đá bóng thì thể thao. Đúng rồi. Đấy, con người. Thằng này chưa chưa đủ đồ nặng để ôm cái này xuống lặn à? Hả? Ê, cá đi qua chân em ấy, ở dưới đây, chúng ta lặn. Con nào từ lúc nó mổ như lúc kia hết rồi. Nó sặc nước ra. Hết rồi. Nó nấu cá rồi. Hả? Không đây. Mấy con cá rồi. Không. Được rồi. Nhưng mà nó thích điểm hết không? Thích điểm hết rồi. Hết rồi. Hết. Mà được nắng này là tụi nó cũng vào đây rồi. Đúng không? Đi vào đây giờ này chạy vào đâu? Nó chỉ chuyển khác rồi sao? Nó chỉ vào buổi trưa thôi. Không phải, cứ là kia. Đấy, từ kia xuống là đang sót tôi. Biết được không? Biết bao nhiêu mét không? Hả? Biết bao nhiêu nào? Mười mét rồi tàu lao. Mới đứng lên là hơn mét rồi. Mày chỉ bằng đứng từ đây lên cái đá thôi. Chỗ này không chợ không trên 50 mét chặt đầu anh đi luôn. Ngứa 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 ngứa. ngứa lắm. Kêu kêu chú Tuấn ơi, chú Quân, chú Tuấn đâu ấy? Kìa. Cái này thì bình thường lặn nước mặn mới kịch chi. Vâng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cho bác rồi. Ui chuột này chắc chụp sống ấy. Nhìn thấy cô đơn bên kia, nhìn cô đơn nè. Sang ơi, sang cô đơn. Cháu mừng đấy. Đấy thì ai đi về có sổ mặt lửa mà lửa cái nhục. Anh có sẵn rồi, về chỉ có xào. Về chỉ xào sống. Lấy xem tổ kiến này lấy được xuống không? Có, okay, cái lấy cái cái bao ấm áp phải lên là lốt nhá. Phép nhà ông có đất đâu mà. Là lốt nhà em đây. Kệ đi, không phải ngắt, có người nói rồi. Nhà em đây. Riêng của nó thật chứ. Cái loại cá, cái loại kiến vàng con sợ, kiến này thì con chấp. To thật, to. Ui, cái này phải làm nước canh. Đấy, tối nay làm 2 mâm cơm nước canh. 3 mâm. Nấu canh thôi. Nấu canh cái gì? Lấy một đoạn chuối đấy luôn về. Lấy cái chuối luôn. Nhưng mà bây giờ phải xuống đánh kiến được mới làm. Có, con đem đồ rồi, con nghi nghi đi với ông Họa là có mồi rồi. Đấy mới nóng. Đem bao tải. Nóng đi cái đồ đấy cho quay xuống. Đây. Đâu ở đâu? Ở đâu ấy? Đánh kiến à. Chưa tới 8 đi. Đúng 18 đi không liên quan đến mày. Phải vội đâu. Bây giờ đánh cái tổ kiến kiến sao có trứng gì đó. Con ăn đầu năm nay là từ đầu năm đến giờ con ăn được một bữa thôi. Vào chỗ nhà Khánh Hợi ấy. Chả vật. Ông khoái còn chơi được cả tổ như cái này thì... Chưa, để đấy. Cho chuyển lên đây, chuyển hết đồ lên đây. Chuyển đây, mấy đứa xuống chuyển đi. Ui à, cái điện thoại mình đến lúc... Vâng kệ đi, tí nó có người đưa. Điện thoại còn đang để trên chỗ tắm này này. Kệ đi. Đấy, hôm nọ ra đến đây xong quay lại. Ui dồi ôi. Ôi trời ơi. Ở đâu ông? Ông, tổ kiến ở đâu chứ nào? Ông Hoàng. Ai cha, đau. Mình caramel cho nên là. Ôi trời ơi, vừa quay vừa sướng. Ôi sợ rồi. Đâu cái tổ kiến được không đâu? Đi quay lại đấy, xuống đây lấy áo ấy thôi mà, tôi lấy cái tải kia. Cái tải trong túi con kìa. Tải kia. Nếu mà cậu hay cái thầy ấy thì không xem đâu, người chú thầy. Bỏ ấy cho. Cái nào đi chạy lại lần nữa. Cái ông đấy mà ông kể tuổi rồi. Ông đấy là làm cho nhà mùi này. Thì có nhà đâu. Ở dưới kia thì ông ấy xuống đấy. Đem cái áo xuống bói. Xong đầu ông ấy chỉ bảo ở về vào này phát.
ở dưới cái ông Tàm để về trên nhà cái là ông ăn cơm phải bình thường. Không biết ai Tàm ai nhỉ? Lấy tiền với tổng gì? Không 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 lấy tiền, tôi đã bảo ông còn trẻ, ở trong cái trường nào cấp 1. Đã bảo rồi. Cốc cốc ẩn với lại. Cháu mình đâu? Cốc ẩn mà lại. Cái thuốc nào có cái xanh đâu nhỉ? Con dao của mình nó để đâu? Cái này gì dao kia? Dao của em. Tí nữa nó xuống đây thu dọn. Tí xuống đây thu dọn đồ mà không lo đâu. Mình dọn luôn. Không phải đâu, không lo đâu. Cái tổ đấy bằng này không? To mà, trên này hai tổ nhưng đánh được cái tổ to cái đó thì tối nay là cái mày bảo đúng rồi. Bát nước canh là ngon rồi. Còn nghĩ là nhiều bát đấy. Nhưng mà chắc ấy. Ăn ý đi chứ. Ủa, hải sản rồi ăn lá, ăn cháo rồi mấy đồ. Chắc lại hải sản. Đấy, anh em, mày còn nhớ cái đợt mà đi đánh kỳ đà dưới xứ trước không? Kỳ đà chả thấy đâu, một toàn là cá chạch thôi hiểu không? Đưa bật lửa anh. Tránh mừng bật lửa. Đánh kỳ đà thì toàn đi câu cá chạch với lại... À, nó còn con vui này là vẫn còn đấy đấy. Cái này đâu? Nó xuống đây, nó nghe mùi, nó không vào. Đó, đến xuống này bàn tay này. Đấy, 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 cơ mà em sang em ngồi đấy cơ mà không quay cho em còn để ý đâu Cúc nhìn đi lấy em còn không biết ở đâu nữa cuối vẫn là Cúc cò mình đâu là muốn dám thì lấy bây giờ hôm nay trời nắng nắng mây nước rẻ cũng biết làm thế cùng mình nhé. Như thế quay là tắt cái lúc này đi xong bật mấy này cái đó, đến xuống hai bàn tay này. Nào. Đấy, đấy. Đấy. Đúng rồi. Ngồi đấy cơ mà. Không quay cho. Em còn để ý đâu. Cúc nhìn đi lấy em còn không biết ở đâu nữa. Cuối vẫn là Cúc. Cò mình đâu là muốn dám thì lấy bây giờ. Hôm nay trời nắng nắng mây nước rẻ. Cũng biết làm thế cùng mình nhé. Như thế quay là tắt cái lúc này đi xong bật mấy này cái. Hành trình đi tìm kiến bói. À. Ai chả nhưng bây giờ cứ hút thuốc lào và hát chỉ hơi đi. Ui trời nó này bông tổ kia đây ông soi cho con
quay cái gì, quay rộng rộng thế nhỉ, làm ra lên lên cầm lên vỏ dao lên chặt hết các những cái dây dựa nó, xong vứt tổ lên đằng trên này là được. Không quay nó có tâm gì chứ hả, con thấp vỏ dao bao giờ đâu mà. Đéo biết mày bám được cây nào lên cho thuận lợi thôi. Cứ đi xuống đấy thì không phải lo đâu ba, cái này cháu định đúc đúc vào tải để vứt xuống cái gì. Trong khi đấy tải nó cũng hơi ràng ràng, vẫn một vật chứng. Tôi nó vẫn còn hành trình của một tổ kiến. Nghe cũng căng căng. Nhưng mà không biết lấy nổi tổ kiến này không, ở cao lắm. Nó còn hơn tổ ong bảo vệ. Đúng rồi, nó ngang với tổ ong bảo vệ. Nghe bảo là đây cậu quay hàng cháu à. Đây có một cái thằng nó đi kiếm cái chuối. Sao người này kiếm để xem có lên được thì mới quay tiếp nhá, không để còn biết là cắt video nhá. Nhưng mà chinh phục với đỉnh cao với những tổ kiến, tổ ong thì phải làm được rồi. Nhưng mà biết là đây là nhân vật nào. Cho sang chủ đấy quay kìa. Cho mày chủ gần quay kìa. Đấy 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 đấy. Nó chả phải tinh mắt, nó còn quá tinh ấy. Ôi, xin mời anh em đi theo cái bước chân thợ rừng. Nó là thợ rừng cho nó oai thôi, nhưng mà cũng là thợ núi. Đây, đây chúng tôi cũng hành trình. Anh ơi, cái độ cao của cái tổ này là nó khoảng độ 30 mét đấy. Ây à, nhưng mà chân không với nhau ạ, cũng không có cái hỗ trợ gì đâu. Đấy, cái cây giang này. Ui dồi. Đấy, đánh kiến không cần lửa đấy nhá. Mọi khi là phải dùng lửa đốt đấy, nhưng mà anh này cũng có tí cái kinh nghiệm. Giống như quậy ấy. Không có dây bảo hiểm bảo hùng gì đâu anh ạ. Nhưng mà có thấy thấy tổ kiến không nhỉ? Ây à, kinh quá. Thôi cũng quay lại để động viên anh em. Thật sự nó cao quá, đâm ra cũng không nhìn rõ cái tổ kiến. Xem sao, để tôi xem này. Đấy, đấy cho to lên. Úi dồi ôi. Đấy con. Nói chung là bảo là khinh công thì không phải, như đúng thật người ta gọi là kinh công. Hay đấy không? Không phải là cái tải nhỏ đấy chứ, cái tải được một tạ mà bây giờ là đúng vào tổ kiến mà không vừa đấy. Anh em phải biết là cái tổ nó to như thế nào. Đấy, may quá ông ấy chạch đôi cái tải ra bụa bó vào luôn. Ngắm mày nha cha, quá đẹp rồi, thành công. Quả này thì được. Chết. Ui dồi ôi, nó to và nó nặng anh em ạ. Nó khả năng phải hỗ trợ người xuống rồi bê lên được. Chết thật. Vật mặt. Cái cầu nó vào. Mày ra mày đánh được con để con làm giống được ạ. Vâng, đấy đúng chính xác. Nhân giống đó, cậu vào. Không phải.
đấy cậu xuống đây cầm điện thoại đấy, cháu chặt cái giang này luôn cái, về cho vợ cháu làm cái lạt cái. Đây anh chặt cho em cái giang này, cái giang này dài đây, anh. Một tổ nhưng mà nhẹ nhở. Đây cậu cầm điện thoại luôn này.